Thưa quý vị, trước tình trạng ô nhiễm nguồn nước, không khí tại Hà Nội và một số địa phương, cử tri kiến nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành liên quan và các địa phương ngăn chặn kịp thời các nguồn gây ô nhiễm, tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm, thông tin kịp thời về tình hình, mức độ ô nhiễm môi trường để người dân chủ động phòng tránh. Nội dung của những bức xúc này đã được nêu ra trong kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Quốc hội cho thấy, cử tri đặc biệt lo lắng đến tình trạng ô nhiễm môi trường thời gian qua. Trong đó, báo cáo nhắc đến vụ cháy tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, sử dụng thủy ngân có độc tính cao và dư luận bức xúc trước việc không công bố đúng sự thật. Đặc biệt là câu chuyện về ô nhiễm không khí, tình trạng bụi mịn, ô nhiễm nguồn nước tại thành phố Hà Nội. Theo thống kê, trung bình mỗi năm có khoảng 9.000 người tử vong vì nguồn nước ô nhiễm, trên 200.000 trường hợp phát hiện ung thư. Một trong những nguyên nhân là do sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm. Đây là mối đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí cả tính mạng của người dân. Mức độ ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, gây nguy hại đến sức khỏe nhân dân. Việc xử lý của chính quyền địa phương đối với sự cố môi trường, nhất là với các vụ cháy nổ còn lúng túng, đề nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành liên quan và các địa phương khẩn trương di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra ngoài trung tâm thành phố, ngăn chặn kịp thời các nguồn gây ô nhiễm, tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi xả thải trực tiếp ra môi trường, thông tin kịp thời về tình hình mức độ ô nhiễm môi trường để nhân dân chủ động phòng tránh. Trong khi đó, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp do bà Nguyễn Thanh Hải, trưởng ban dân nguyện của Quốc hội trình bày thì cử tri nhiều địa phương kiến nghị làm rõ trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc xảy ra gian lận thi cử tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2018. Bộ đã tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và đề ra giải pháp khắc phục. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục là cơ quan chịu trách nhiệm cao nhất về cả kỳ thi nói chung, là đơn vị tổ chức kỳ thi do chính mình xây dựng. Nhưng thực tế cho thấy Bộ còn chưa kiểm soát tốt được toàn bộ tình hình diễn biến trong kỳ thi, đặc biệt là quá trình chấm thi. Cử tri mong muốn Bộ Giáo dục tiếp tục rà soát xử lý để đảm bảo tính nghiêm minh, công bằng của pháp luật. Cũng tại kỳ họp này, vấn đề lạm thu trong giáo dục được cử tri nhiều địa phương yêu cầu giải quyết dứt điểm. Vì theo phản ánh, hiện tượng thu trái quy định vẫn diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều hình thức mới để vận động tiếp nhận tài trợ từ phụ huynh, các phụ huynh tự nguyện tài trợ, như yêu cầu sửa sang cơ sở vật chất, làm mái che, sân chơi, sửa cổng trường, nhà vệ sinh, hệ thống điện, mua máy chiếu, lắp điều hòa, mua mực in. Việc chi tiêu quản lý số tiền này gây bất bình trong dư luận phụ huynh, đặc biệt là gây lo lắng, áp lực lớn đối với những gia đình người lao động làm công ăn lương hoặc có thu nhập thấp, không ổn định vì số tiền đóng góp trong một số trường hợp không phải là nhỏ.